Và cũng như chúc mừng tất cả các anh chị chúng ta đã vượt ngưỡng hơn những người khác, là chúng ta đã có sự hiện diện trong buổi đọc sách vào mỗi sáng sớm hàng ngày để chúng ta nhận được những nguồn năng lượng, những tư duy để mà chúng ta có cho mình những cái kiến thức để chúng ta vận dụng vào trong cuộc sống, nhưng trong công việc của mình được thành công hơn. Và tất cả chúng ta hãy cùng nhau gửi nhiều con số 68 lên để chào đón tiến sĩ Thái Lâm Toàn quay trở lại với chúng ta với cuốn sách Kế hoạch làm giàu ngày hôm nay. Và cũng từ cuốn sách mà tiến sĩ đã trải qua 28 năm qua, như những chặng đường thành công, những con đường đi có những chông gai, những cái vấp ngã gì, thì hôm nay tiến sĩ Thái Lâm Toàn cũng đã lại ngồi đây để cùng nhau phân tích và chia sẻ cho toàn thể quý anh chị trong Zoom của chúng ta được hiểu thêm, và chúng ta có những cái thảo luận, những cái suy nghĩ của mình và chúng ta đưa ra để chúng ta cùng nhau phân tích, và những cái kiến thức đó chúng ta lại được áp dụng vào trong công việc, trong cuộc sống, trong những doanh nghiệp của chúng ta, để có những cái kiến thức để chúng ta làm những người thủ lĩnh, đúng không ạ? Vâng, em đã thấy rất là nhiều con số 68 lên rồi. Thì cũng xin mời sự trở lại của tiến sĩ Thái Lâm Toàn trong buổi đọc sách ngày hôm nay. Xin chào các bạn khỏe không? Thế là một buổi sáng chúng ta lại gặp nhau nữa nha. Thì 6 giờ 15 tới 7 giờ 15. Hôm nay tự nhiên sao nó khan tiếng, chắc là tối qua dạy nhiều quá giờ khan tiếng rồi. Bây giờ chúng ta sẽ học tiếp, đọc sách tiếp cái trang 140 trong cuốn sách Kế hoạch làm giàu và áp dụng bí quyết thành công của tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Thì cái phần này là phần 2 là mã kỹ năng mềm trong giao tiếp ứng xử. Bây giờ chúng ta đi vào phần 1, kỹ năng giao tiếp. Số 1 nhỏ, tại sao giao tiếp là yếu tố quan trọng tạo nên thành công của một con người? 1.1, kể câu chuyện từ chàng trai nghèo thành phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Thì ở đây tôi có một cái câu chuyện ở miền Đông Hoa Kỳ, Mỹ, có hai cha con nhà nọ sống một cảnh rất là cơ hàn. Một ngày nọ, người cha mới nói với người con rằng ta sẽ tìm cho con một người con gái để làm vợ. Thì chàng trai trẻ mới nói rằng con đã đủ tuổi uống bia, 18 tuổi, thì chuyện cưới xin cho con quyết định. Thì người cha già nói, nhưng người con gái này là con gái của Bill Gates. Thì trầm ngâm một lúc, người con trai mới nói đáp rằng trong trường hợp này thì ok. Và người cha già đến gặp chủ tịch tập đoàn Microsoft Bill Gates nói rằng, thưa ngài, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một chàng trai trẻ để làm rể. Thì Bill Gates mới nói rằng con gái tôi 18 tuổi cũng đủ tuổi uống bia, nhưng mà chuyện cưới xin là do con gái tôi quyết định. Người cha già mới nói rằng nhưng chàng trai trẻ này là phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Và trầm ngâm một lúc, Bill Gates mới nói rằng trong trường hợp này thì ok. Và người cha già đến gặp vị chủ tịch của Ngân hàng Thế giới và nói rằng, thưa ngài, tôi sẽ giới thiệu cho ngài một chàng trai trẻ để làm rể, để làm phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Và cái ông chủ tịch của Ngân hàng Thế giới nói rằng, tôi đã có đầy đủ tất cả các vị trí phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới trên toàn cầu và tôi không có nhu cầu tuyển thêm. Thì người cha già mới nói, chàng trai trẻ này con rể của phó của chủ tịch Microsoft. Thì trầm ngâm một lúc, ông chủ tịch của Ngân hàng Thế giới đáp rằng trong trường hợp này thì ok. Người cha già cho con ứng cử vào chức vụ phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới qua cách bia bản thân như thế nào? Đây là một câu chuyện vui để mở đầu một cái môn học. Thì bài học này là gì? Khả năng vượt qua nỗi lo sợ để tiếp xúc với người nổi tiếng, người thành công. Thứ hai, nó phản ánh một điều cần nghiên cứu là tất cả những người thành công trên thế giới chỉ có 20% là phụ thuộc vào kiến thức chuyên môn và 80% phụ thuộc vào kỹ năng mềm, có nghĩa là kỹ năng tương tác và kỹ năng giao tiếp. Ở đây có bao nhiêu bạn muốn trở thành Bill Gates? Tôi nghe cuối khán giả phần trả lời là em chỉ mới có một chút thôi, hoặc là em mới có Gates thôi chứ chưa có Bill. Hình thức chơi chữ, tạo tiếng cười nhẹ nhàng và giúp sinh viên hưng phấn trong việc tiếp thu kiến thức. Đó là cái đặt vấn đề số 1.
1.1 của tôi sẽ kể về câu chuyện từ chàng trai nghèo trở thành phó chủ tịch của hàng thế giới này trong quyển sách nha anh chị. 1.2 kỹ năng giao tiếp. Trong suốt tiến trình thành nhân, giao tiếp không chỉ là công cụ trao đổi thông tin hiệu quả, mà giao tiếp còn là cách thức giúp con người hình thành và phát triển nhân cách. Tương quan tốt với mọi người thông qua giao tiếp là một trong những chỉ số quan trọng đánh giá sự lành mạnh về tâm lý của một cá nhân. Với một người thành công và người thành đạt, giao tiếp hiệu quả là điều không thể thiếu. Giao tiếp là gì? Có rất nhiều định nghĩa khác nhau về giao tiếp, nhưng nhìn một cách tổng thể, giao tiếp được hiểu là quá trình trao đổi thông tin, niềm tin và cảm xúc giữa người với người. Thứ hai, sự chuyển giao thông tin và sự hiểu biết. Thứ ba, suy nghĩ của người này được chuyển đến người khác và hiểu rõ hơn. Thứ tư, hành vi và thái độ được tiếp nhận bởi người khác. Tại sao sinh viên phải rèn luyện kỹ năng giao tiếp? Sinh viên là một đội ngũ kế thừa có nhiều khả năng và sức mạnh nội tại để tạo nên những thay đổi mang tính đột phá. Tuy nhiên, suốt một khoảng thời gian dài, sinh viên Việt Nam được đánh giá cao về năng lực học tập, về trí tuệ, nhưng về khả năng thích nghi và thích ứng trong công việc và cuộc sống thì vô cùng hạn chế. Rất nhiều những cử nhân đại học phải đi học lại kỹ năng và theo đánh giá chung của rất nhiều nhà tuyển dụng, đa phần sinh viên mới ra trường đều yếu về giao tiếp. Điều đó trở thành rào cản làm hạn chế sự thành công và thành đạt của các bạn sinh viên. Chính vì vậy, việc học và rèn luyện về kỹ năng giao tiếp là điều không thể bỏ qua. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp là rèn luyện những điều gì? Giao tiếp là một quá trình phức tạp và được cấu thành bởi rất nhiều những yếu tố khác nhau như người gửi, người nhận thông điệp, kênh thông tin, có lời, không lời, bối cảnh, v.v. Tuy nhiên, có ba yếu tố cơ bản cần phải được chú trọng trong quá trình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, đó là anh chị phải ghi trên phụ trách nha, có những từ khóa nha, cố gắng ghi nha, để chúng ta có được những cái thông tin chút xíu chúng ta bàn luận. Chủ thể và đối tượng tham gia quá trình giao tiếp, người gửi và người nhận. Mỗi một cá nhân tham gia giao tiếp là một con người cụ thể khác biệt về tính khí, tính cách, nhu cầu, sở thích, niềm tin, v.v. Chính vì điều này trong giao tiếp rất dễ xuất hiện hiện tượng hiểu sai, nghe nhầm. Thứ hai là thông điệp. Nội dung cần truyền tải trong quá trình giao tiếp, thông điệp không phải lúc nào cũng dễ hiểu và dễ nhận thấy, mà nó còn có những nội dung ẩn ở phía sau. Thông điệp có thể đơn thuần chỉ mang tính thông tin, nhưng có nhiều trường hợp đang xen với cảm xúc, mong đợi, nhu cầu, sở thích, v.v. của các đối tượng tham gia giao tiếp. Thứ ba là kênh thông tin. Ngôn ngữ có lời hoặc không lời, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười. Rèn luyện kỹ năng giao tiếp chính là rèn luyện những nội dung có liên quan đến ba vấn đề quan trọng trên. Cụ thể, đối với những cá nhân tham gia giao tiếp cần phải quan tâm đến. Thứ nhất là khám phá bản thân. Tôi là ai? Tôi khác gì so với người khác? Tôi có những ưu và nhược điểm gì? Ước mơ của tôi là gì? Xác định vị thế, tâm lý, phong cách ăn mặc, tác phong. Đối với thông điệp truyền tải, ngắn gọn, chính xác, rõ ràng. Thứ ba, đối với kênh thông tin, sử dụng ngôn ngữ có lời hiệu quả. Kỹ năng lắng nghe, kỹ năng quan sát, kỹ năng ngôn ngữ không lời, cử chỉ, điệu bộ, ánh mắt, nụ cười, v.v. Rồi, tới đây là trang 143. Tôi dừng lại và để cho anh chị cùng nhau thảo luận. Mời các bạn ạ. Mời MC, mời các bạn cùng thảo luận. Anh chị sáng nay nghe đọc sách ngủ ạ? Chúng ta phải cùng nhau bình luận nhé. Xin cảm ơn tiến sĩ Thái Lâm Toàn vừa đọc cho chúng ta về những cái... Vâng, em xin mời cánh tay của các anh chị thì cũng rất là nhanh. Có cánh tay của anh Phan Văn Vĩ. Vâng, em xin mời anh Phan Văn Vĩ ạ. Xin chào tiến sĩ Thái Lâm Toàn cùng toàn thể anh chị em ta trong phòng Zoom ngày hôm nay. Nếu như mà mình quay trở lại thời trai trẻ thì để học được những bài học của tiến sĩ Thái Lâm Toàn thì chắc chắn mình sẽ có cơ hội để lấy một người vợ mà xinh đẹp và rất là tuyệt vời, mình mới trở nên giàu có nhanh hơn. Đây là nói là một cái điều thực rằng là có những cái sự thực trong cuộc sống, nhưng mà nếu chúng ta không có người dẫn dắt, không có được những cái định hướng hoặc có những người cốt thì chúng ta cứ mò mập và chúng ta phải trả giá rất là nhiều trong cuộc sống của mình. Đây là câu chuyện vui
về một chàng trai lấy vợ, thì họ sẽ định vị được mình là ai và biết cách giao tiếp, vận dụng lực đòn bẩy của những người giao tiếp, của những người thành công để họ phản động lên. Thì đó là cái phần phần thứ nhất nói về vấn đề cái phần gọi là kỹ năng mềm, rồi cái kỹ năng giao tiếp rất là quan trọng. Phần thứ hai đó là những cái thông điệp mà chúng ta học ở đây, đó là chúng ta phải là rèn luyện bản thân mình, rồi khám phá bản thân, đặc biệt là đầu tư vào bản thân rất là nhiều để mình cũng phát triển những cái kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp, cũng như học nói chuyện trước đám đông, rồi là làm các những tập đi với những người thành công để làm học những cái kiến thức giống như chúng ta đang ngày hôm nay chúng ta đang ngồi đây, chúng ta đang học với những cái tư duy rất là tốt, những cái kiến thức rất là tuyệt vời của tiến sĩ Thầy Lâm Đoan đã chia sẻ cho anh chúng ta. Và đặc biệt là MC Thanh Dung thì ngày càng là có như phát triển cái kỹ năng mềm của MC ngày càng rất là tốt. Đấy là những cái kiến thức mà chúng ta cần phải học rất là nhiều. Xin hết ạ, xin nhường lời cho MC Thanh Dung ạ. Vâng, em xin cảm ơn sự chia sẻ của anh Phan Văn Vĩ rất là dí dỏm, ví luôn vợ mình luôn. Vâng, em xin mời các anh chị khác có ai dám ví vợ mình luôn tiếp theo nữa không ạ? Vâng, em xin mời cánh tay của các anh chị. Và để hiểu rõ hơn về cái buổi đọc sách ngày hôm nay thì em xin mời thầy Quang có thể chia sẻ cho tất cả các anh chị trong phòng Zoom được hiểu thêm một chút nữa. Em xin mời thầy. Chào tiến sĩ Tây Nam Còn, MC và cả nhà. Chúc mọi người một ngày mới nhiều niềm vui và bình an. Về chủ đề của thầy Toàn nêu ra thì nó là thăm cái đào tạo của tôi, thì tôi học hỏi trong quá trình dạy học thì tôi phát hiện cái này nó chính là một trong kỹ năng thế kỷ 21. Như cái buổi chia sẻ lần trước của tôi trong cái Zoom đó, trong bốn nhóm kỹ năng đó, kiến thức, kỹ năng giao tiếp cộng tác, tiếng Anh gọi là interpersonal skills, rồi computer skill và thinking skill, thì cái kỹ năng thứ hai là quan trọng đó, nó chính là kỹ năng giao tiếp cộng tác. Chúng ta gọi là giao tiếp cộng tác thì bao gồm có kỹ năng giao tiếp và cộng tác. Bởi vì trong thời đại ngày nay thì không ai làm một mình hết, cho nên cái kỹ năng này là nhóm kỹ năng này nó quyết định như thầy Toàn ghi đó, là như vậy là 85% sự thành công của mình trong cuộc sống đó, là nó phụ thuộc vào cái kỹ năng này, chứ không phải là kiến thức chuyên môn. Kiến thức chuyên môn của mình, ví dụ mình là bác sĩ giỏi, là kỹ sư giỏi, là giáo viên rất là rất là gọi là chuyên môn, chỉ chiếm có 15% sự thành công thôi. Thì trong cái kỹ năng giao tiếp công tác này thì thực sự thì trước kia tôi cũng không có. Thì qua trong quá trình dạy học nghiên cứu xong thì mình phát hiện ra là những kỹ năng đó đó bản thân mình cũng không, nói chung người Việt Nam mình chẳng có trường nào dạy hết, người ta chỉ tập trung dạy chuyên môn thôi, và đó là một sự sai lầm mấy năm trước rồi, tôi đã thấy cái đó rồi. Thì sau này thì bây giờ thì trên thị trường người ta bắt đầu quan tâm tạo những cái lớp kỹ năng mềm rồi vân vân. Coi như là nhà nhà ai cũng dạy kỹ năng mềm, kỹ năng giao tiếp vân vân. Rồi cái kỹ năng giao tiếp này thì tôi được rèn luyện gì là bởi tôi tham gia các tổ chức MLM của nước ngoài, đặc biệt là bên các tập đoàn tiến bảo hiểm, nó đào tạo ghê lắm, đào tạo rất là sâu kỹ năng giao tiếp, và không có chuyên đề nào mà không không có hết á, luôn luôn kỹ năng giao tiếp. Thì trong kỹ năng giao tiếp thì người ta khi đi gặp khách hàng thì người ta mới thấy rằng người ta đã có một đặt câu hỏi là thế bây giờ cái gì quyết định, lời nói, trình bày hay là đi bộ. Thì người ta phát hiện, có một người ta thống kê phát hiện ra là như vậy là 60%, gần 60% chính là cái body language,
tức là cái ngôn ngữ cơ thể đó. Từ đó ta mới phát hiện ra là cái trong cái giao tiếp mà nó gồm nhiều mặt lắm. À, giao tiếp đầu tiên là nói, rồi kỹ năng viết, nên gọi là ba kỹ năng vua đó. Trong cái giao tiếp và trong cái tiếp xúc với người người khác, trình bày hay là thuyết trình hay là bán hàng gì đó, thì thứ nhất là nói nè, viết nè, trình bày nè, bán hàng nè. À, tất cả kỹ năng này hầu hết mọi người không có, không có, hoặc là tự học thôi, hoặc là truyền từ người này sang người kia thôi. Cho nên là trong thời đại hiện nay đó, thì để mà thành công trong sống đó, thì chúng ta cụ thể quá đó, thì trong kỹ năng trình bày á, presentation, kỹ năng trình bày thì nó rất quan trọng, không phải là trong là offline không đâu, mà bây giờ online cũng quan trọng lắm. Kỹ năng viết cũng vậy, bây giờ ta giao tiếp người khác mà thông qua email, thông qua một cái bài viết ở trên mạng, thì người ta nói là cái bài viết của anh là nói lên con người của anh. Trên mình, trên kỹ năng nói cũng là một kỹ năng, nói kỹ năng viết là một trong kỹ năng quan trọng trong thế kỷ 21 mà chúng ta cần quan tâm đối với người thế hệ trẻ, con cái mình. Cái đó không phải tự nhiên mà có đâu, phải có lớp lang đàng hoàng, phải học hỏi đàng hoàng việc thằng đó. Cái đó nó liên quan đến cái tâm lý học nữa, giáo dục học nữa. Vì tôi học chuyên sâu về giáo dục tâm lý học mà, rất chuyên sâu, ứng dụng nữa. Rồi tôi lại đi làm các lĩnh vực tài chính, bảo hiểm, kinh doanh. Cho nên là tất cả những đó giúp cho mình rèn luyện kỹ năng giao tiếp, thì mình thấy mình còn thiếu sót rất nhiều. Thì đặc biệt, phải chú ý đến thời đại hiện nay là kỹ năng giao tiếp trong thời đại công nghệ mới. Đó là kỹ năng tạo content. Content là giao tiếp đó. Mình giới thiệu một cái dự án cho người ta, mình đâu có gặp trực tiếp đâu, mình làm một video clip. Là video clip nó cũng là giao tiếp đó. Cái cách đặt vấn đề, cách giải quyết vấn đề, cách giúp đỡ người khác. Trong kỹ năng giao tiếp nó còn có kỹ năng lắng nghe, listening, cực kỳ quan trọng. Cho nên cái chủ đề còn nêu ra thì nó bao trùm hết. Nó nói hết rồi, là nó quyết định là như vậy, là kỹ năng giao tiếp, công tác và cộng tác nữa đó, trong giao tiếp và cộng tác. Và những kỹ năng này á, ở trong các trường học á, trong trường đại học á, thì một thời thì tôi ứng dụng này, tôi học bên UNESCO và của tập đoàn Intel, thì họ dạy cái này rất là hay. Ban đầu học thì mọi người thấy là bình thường, có gì đâu phê mấy, nhưng mà đi sâu vào mới thấy rằng sự thiếu hụt kiến thức của mình, bản thân mình còn thấy thiếu hụt, không chỉ là sinh viên. Cho nên không có gì lạ cả. Như thì toàn nêu ra là sinh viên tốt nghiệp xong á, kiến thức chuyên môn cũng chưa có đầy đủ đâu, kiến thức chuyên môn cũng yếu. Tại cơ sở chất của Việt Nam mình 10-20 năm trước thì chẳng có gì cả, học lý thuyết thôi, chẳng có thực hành gì cả. Nhưng mà sự thiếu hụt lớn nhất mà quyết định cái sự thành công của nhân viên, của người ta, người tuyển dụng vô đó, là không phải kiến thức chuyên môn. Bởi vì họ tuyển mình vô xong họ đem đi đào tạo lại, nhưng mà lớn nhất đó chính là kỹ năng giao tiếp công tác, không biết quan hệ với cấp trên, không biết quan hệ cấp dưới, không biết quan hệ với đồng nghiệp, không biết chào hỏi, không biết tôn trọng người khác. Ôi, rất nhiều thứ kỹ năng giao tiếp, mà kỹ năng đó nó mới quyết định, đúng không? Nó liên quan đến cái thái độ nữa, đúng không? Cái thái độ người đó có học hỏi hay không, có cầu thị hay không, có lắng nghe hay không. Cái này nó quyết định sự thành công. Bởi vì người đó lại là một thành viên trong một cái nhóm nào đó, thì cái kỹ sự thiếu hụt kỹ năng đó làm cho phá hoại cái nhóm đó, hoặc là giúp cho cái nhóm nó tiến lên, thì để phụ thuộc vào kỹ năng giao tiếp công tác hết. Nhưng mà từ đó ta thấy rằng là hôm nay một cái chủ đề cực kỳ hay và muôn thở, dù kinh tế xã hội hay là công nghệ phát triển cách mấy đi nữa, đúng không, thì robot thì nó không có cái kỹ năng suy nghĩ giao tiếp công tác, dùng cái trí tuệ nhân tạo đi nữa, chỉ phải là lập trình thôi. Cho nên con người ta nó có suy nghĩ, người ta sẽ điều chỉnh cái nhân cách của mình, điều chỉnh cái mối quan hệ của mình đó. Nó kỹ năng giao tiếp công tác nó là một yếu tố trong xây dựng mối quan hệ. Không có sự thành công nào mà không có mối quan hệ cả. Chính vì vậy cho nên tôi trong cái không gian nhỏ xíu này, tôi cũng xin chia sẻ một số suy nghĩ của mình bằng trải nghiệm cá nhân mình, đặc biệt là quá trình đào tạo, thì tôi tiếp nhận cái này khoảng
cũng trễ. Trước kia cũng học tâm lý học giới học, nhưng mà không tâm lý học giới học của Việt Nam học chung mà. Nhưng mà khi tiếp cận đến các tập đoàn tài chính, bảo hiểm, các đơn vị khác mình học hỏi thì mình thấy người ta đi rất là sâu. Và từ đó tôi phải thay đổi toàn bộ cách học. Và tôi chỉ học đi thông qua cái đó, mình tham dự rất nhiều, mình thay đổi bản thân mình. Tuy nhiên tới bây giờ mình vẫn còn thiếu sót, mình vẫn còn thấy cái thiếu sót. Là tại vì còn nhiều thứ nữa mà mình chưa có thời gian mình đọc tới, mình học tới. Thì việc hoàn thiện bản thân có kỹ năng giao tiếp, cộng tác, đặc biệt là ba kỹ năng vua đó, bán hàng đó, cũng là giao tiếp đó. Mình không có biết mà mình làm cho cái nó làm cho cái việc mà mình mục tiêu của mình đó, muốn đạt đó, về sự thành công trong cuộc sống hay là tài chính vân vân, nó bị hạn chế là bởi vì mình thiếu kỹ năng giao tiếp cộng tác. Xin cảm ơn mọi người lắng nghe. Xin cảm ơn sự chia sẻ của thầy Quan trong buổi sáng ngày hôm nay, cũng chia sẻ cho những bí quyết để các anh chị chúng ta cùng nhau ứng dụng và cũng như thể là cái chặng đường đi. Vâng, em xin mời sự trở lại của tiến sĩ Thái Lâm Toàn để chúng ta tiếp tục với cuốn sách Kế hoạch làm giàu. Vâng, các bạn, thế là chúng ta đã ở trang 143 và tôi đọc tiếp nha. Và trong quá trình tôi đọc là chị nhớ ghi lại từ khóa làm thế nào để rèn luyện kỹ năng giao tiếp. Tùy theo mỗi vấn đề cụ thể mà các bạn sinh viên có thể lựa chọn cho mình cách thức rèn luyện kỹ năng giao tiếp phù hợp. Việc tham khảo tài liệu, thông tin trong sách, báo, trên mạng hữu ích trong nhiều tình huống. Tuy nhiên, để có thể hiểu rõ hơn về cách thức phải làm, chúng ta có thể tham khảo trường hợp của một bạn tên Quy. Một sinh viên học rất giỏi nhưng không thiết lập được bất kỳ mối quan hệ nào với các bạn cùng lớp vì không biết diễn tả suy nghĩ và cảm xúc của mình. Mỗi khi đối diện với người khác là Quy bối rối, căng thẳng và lắp bắp, Quy đã tự giúp mình như sau. Thứ nhất, nâng cao vốn từ cá nhân thông qua đọc sách, chơi ô chữ, câu đối. Thứ hai, ghi lại các từ câu hay vào sổ tay và giữ nguyên quyển sổ bên mình. Thứ ba, tập diễn đạt cùng một nội dung nhưng bằng nhiều câu và nhiều cách nói khác nhau. Tiếp theo, lựa chọn thứ ba, thứ tư, lựa chọn câu nói, cách nói phù hợp nhất với bản thân. Tiếp tục, đứng trước gương hoặc một nơi vắng vẻ an toàn và tự đặt mình vào tình huống giao tiếp để thử diễn đạt. Trò chuyện cùng người bạn trong ký túc xá và lắng nghe họ phản hồi, góp ý của họ. Tham gia các hoạt động do đoàn, hội tổ chức hoặc các hoạt động tập thể xã hội khác. Tập quan sát và ghi nhận khi tiếp xúc với mọi người xung quanh, quan sát tướng mạo, quan sát cách ăn mặc, quan sát tư thế ngồi, v.v. Tham gia các khóa học về kỹ năng giao tiếp. Ở đây là có một cái câu nói là rất là từ khóa, đó là gì? Tham gia các khóa học về kỹ năng giao tiếp. Khi mà bạn muốn tham gia các khóa học về kỹ năng giao tiếp, hãy nhớ đến Viện Đào tạo Bách Khoa. Hàng buổi sáng đã đọc sách cho các bạn, nhớ nha. Rồi, số 2, ứng dụng đắc nhân tâm trong giao tiếp. Vào năm 1936, Dale Carnegie đã hoàn toàn thuyết phục các độc giả của ông khi nói rằng đối nhân xử thế có lẽ là vấn đề lớn nhất mà các bạn gặp phải. Và ông đã đặt hết tâm huyết của mình để tạo ra tác phẩm nổi tiếng How to Win Friends and Influence People, quyển sách rất nổi tiếng ở Việt Nam với tên gọi là Đắc Nhân Tâm. Ngày nay, tốc độ giao tiếp, truyền tải thông tin tăng nhanh đến chóng mặt. Các phương tiện truyền thông ồ ạt xuất hiện, mạng lưới toàn cầu đang mở rộng không biên giới, vượt qua giới hạn của ngành nghề và hệ tư tưởng. Dù vậy, những thay đổi về công nghệ, kỹ thuật không những không khiến cho những nguyên tắc ứng xử của career trở nên lỗi thời mà còn một lần nữa khẳng định lại giá trị của chúng trong thời đại ngày nay. Đó chính là nền tảng giúp bạn thành công trong vô vàn các tình huống của cuộc sống, dù là khi tiếp thị một sản phẩm, xin lỗi vợ. Chúng ta phải có từ khóa đây nha. Mặc dù là khi tiếp thị một sản phẩm, xin lỗi vợ hoặc chồng của mình hay thuyết phục các nhà đầu tư, nếu không biết những nguyên tắc ứng xử cơ bản này, bạn sẽ dễ dàng xúc phạm người khác, gửi sai thông điệp muốn truyền tải hoặc thể hiện sự chủ quan thái quá. Những nguyên tắc ứng xử courier không chỉ trích, oán trách hay than phiền, nói về những điều người khác quan tâm, thừa nhận lỗi lầm bản thân, giữ thể diện cho người khác,
không phải để giúp bạn trở thành người có tài ăn nói, mà muốn nhắc nhở bạn nghĩ đến người khác trước khi muốn nói điều gì. Chúng khuyến khích thẳng thắn nhìn nhận những vấn đề khó khăn, khuyến khích bạn trở thành một người cha, người mẹ, một nhân viên bán hàng, một đồng nghiệp, một người chồng, một người vợ, một quản lý tốt bụng và khiêm tốn hơn. Những nguyên tắc ứng xử này không hướng dẫn bạn cách tạo ảnh hưởng cho người khác bằng tài, tự lăng xê hoặc lôi kéo, mà tạo cho bạn một thói quen tôn trọng, cảm thông và khoan dung đối với người khác. Bạn sẽ được đáp trả lại những gì? Đó là sự giàu có, các mối quan hệ bền vững, lâu dài, sự tín nhiệm, khả năng lãnh đạo người khác và trên hết là một thương hiệu nổi bật trong một thế kỷ vị kỷ. Trong thế giới vị kỷ, dưới đây là một số nguyên tắc vàng trong thuật đối xử, đối nhân xử thế của Carrier, vốn vẫn chưa bao giờ mất đi tính ứng dụng và giá trị của nó dù xưa hay ngày nay. Rồi, tôi dừng lại ở đây để cho anh chị sẽ tìm hiểu, tại vì ở đây nó còn mấy 5 cái nội dung nữa, khá dài, đọc tiếp thì sẽ không đủ thời gian. Bây giờ thì chúng ta đã qua được cái phần gọi là làm thế nào để rèn luyện kỹ năng giao tiếp, và phần thứ hai đó là ứng dụng đất trung tâm trong giao tiếp. Bây giờ các bạn hãy cùng nhau thảo luận ạ. Vâng, em xin cảm ơn anh tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Về kỹ năng giao tiếp thì nó là một cái vấn đề rất là nan giải của rất là nhiều người, và cũng như phòng Zoom của chúng ta đây, rất là nhiều các anh chị tham gia nhưng mà về cái kỹ năng giao tiếp nên là mọi người ngại cái vấn đề giao tiếp, nên là cái sự giơ tay để chúng ta cùng nhau thảo luận là cũng bị hạn chế, đúng không ạ? Và em hy vọng là qua buổi đọc sách hôm nay, tất cả các anh chị chúng ta hãy cho mình những cái kỹ năng giao tiếp, là chúng ta có thể chia sẻ những cảm nhận của mình, những cảm xúc của mình hay là những cái gì mình nhận được, một là lên khung chat, hai là chúng ta có thể giao lưu trực tiếp. Đó là một cái môi trường để chúng ta phát triển bản thân rất là tốt. Và cái môi trường đọc sách hàng sáng của Viện Đào tạo Bách Khoa là cái môi trường để chúng ta thể hiện cái kỹ năng giao tiếp của mình. Vâng ạ. Thì em xin mời anh Phan Văn An ạ. Xin chào tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Xin chào MC Nguyễn Dung xinh đẹp. Anh có cái kiến kỹ năng giao tiếp. Kỹ năng giao tiếp rất là quan trọng ra ngoài cuộc sống, mình trong xã hội hoặc đi làm việc làm ăn gì kìa. Khi mình tiếp xúc, mình ngồi đối diện với khách hàng hoặc với bạn bè hoặc với cái đối tác của mình, thì giao tiếp của mình anh nói suôn sẻ, hoặc mình chủ làm chủ được cái bản thân của mình, hoặc mình tự tin cái bản thân mình, nói những câu nói đàng hoàng, chính xác, tự tin, thì lúc nào khách hàng nó cũng nhìn thấy mình như thế này, như thế này, mình anh này làm ăn được tốt, hoặc công việc của anh này như thế nào, hoặc ra xã hội tiếp xúc như thế nào. Quan trọng nhất là kỹ năng giao tiếp. Người mà ra ngoài mà kỹ năng giao tiếp tiếp mà yếu thì mọi khách hàng hoặc mọi người họ để đánh giá của mình. Nhưng là anh này nói chung là ra ngoài xã đời xã hội hoặc những cái gì đó, nói chung là chưa tiếp xúc được với khách hàng hoặc mọi người trong cuộc sống, nên họ vẫn là mình có nhiều khuyết điểm của kém ở đó. Xin hết ạ. Xin những lời cho mọi người khác. Vâng, em xin cảm ơn anh Phan Văn An. Hôm nay cũng có cái sự chia sẻ. Vâng, em xin mời chị Ngọc Anh ạ. Chào tiến sĩ Thái Lâm Toàn, chào chị Dung, chào tất cả các anh chị đang có mặt ở trong room. Thực ra thì cái kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tương tác ngày hôm nay thầy dạy á, thì về những cái kỹ năng này nó rất là quan trọng. Nếu đúng á, như ngày xưa thì mình không có nghĩ là cái kỹ năng này quan trọng đâu, tại vì bản thân mình khi sinh ra thì ở trong một cái gia đình cũng là tương đối là nghèo khó chứ không phải là giàu có, nên thành ra là mình cũng giống như rất là nhiều bạn trẻ khác, nghĩa là thường á, mà khi con người ta sinh ra trong nghèo á thì nó có một cái là không dám nói nhiều, ít nói, và càng ngày càng lớn thì sau này thì mình đi ra đường thì mình cũng không bao giờ biết được cái chuyện đó là nó quan trọng như thế nào. Nhưng mà khi mình lớn lên, mình làm việc,
khi trở thành làm chủ công ty mình vẫn còn cái khả năng này, nghĩa là vẫn không bao giờ tương tác với mọi người và vẫn không bao giờ nói chuyện rất là với lại mọi người, thậm chí là nói chuyện trước đám đông là không bao giờ có cái kỹ năng này. Tại vì lúc đó thì làm việc với lại công ty thì nghĩa là mình đang trên rất là nhiều người, là chủ mà. Lời nói của mình là khi mình nói ra là người khác phải lắng nghe, chứ mình không có bị cái trường hợp là mình phải nghe người khác, hoặc là mình phải có những cái vấn đề mà cần, ví dụ chẳng hạn như là làm sao để có cái mối quan hệ hay này kia. Và cái việc đó là việc của ông Đường vì đó là việc của ông xã mình. Thành ra đó là lý do là sao mà các bạn nói là anh Đường là người thực chiến nhiều, là bởi vì anh Đường là người đi ra ngoài đường ngoại giao và này kia nhiều. Và cái quyển sách mà thầy nói á, Đắc Nhân Tâm á, là cái quyển sách mà ngày xưa khi mình mới lấy chồng năm 21 tuổi thôi thì đã nghe ông nói rồi, và gần giống như nó là cái gối đầu nằm cho ông luôn. Từ cái ngày mà lấy ông tới giờ là mất cái quyển đó là phải đi mua lại quyển đó, đặc biệt riêng cái quyển đó. Thậm chí các bạn có biết là mỗi lần mà mình làm hàng á, mà khách hàng nợ mình, ví dụ chẳng hạn như là cả tỷ đồng mà không trả, thì anh Đường là người phải coi cái quyển sách đó để xem nghĩa là cái cách như thế nào để đòi nợ. Các bạn có hiểu không? Lý do nghĩa là phải như, coi trong đó cái cách làm như thế nào để đi đòi nợ người khác mà người ta không giận mình, người ta không buồn mình, mà người ta sẽ trả tiền cho mình. Nghĩa là các quyển sách đó là cái quyển là nếu mà các bạn có cơ hội đọc một lần thì thật sự nó rất là hay. Và chính vì cái sự tò mò đó, bản thân mình cũng có đọc, mình cũng có đọc qua. Thì sau này đó, khi mình lớn lên á, ngày hôm nay học cái bài này của thầy, thì thực ra là trong cuộc sống của mình, cái trải nghiệm của mình, tất cả những cái gì ngày hôm nay mình học á, là đều là vì cho con cái mình. Nếu mà các bạn hiểu được rằng là tại sao mình học chăm chỉ vậy và tại sao mình phải học nhiều như vậy, thì thật sự là tất cả những cái này là mình học cho con mình hết. Vì khả năng của bản thân mình, cái thời của mình là mình không được học, không được đọc. Cũng giống như là nghèo khó thì mình không sẽ có tiền để mà mua những quyển sách này, hoặc cũng không được tiếp cận tới những cái xã hội cao hơn. Ví dụ chẳng hạn như thầy Quang, thì thầy Quang là người được học, được đọc ở trong môi trường gọi là đào tạo. Nhưng mà bản thân mình thì không sinh ra trong môi trường đó. Nên mình biết là ở trong đây cũng rất là nhiều bạn cũng sẽ giống như mình. Tại sao ngồi im? Bởi vì mình không sinh ra trong môi trường đó, thì mình sẽ không biết nói cái gì, mình cũng không hiểu tại sao mà mình, cái việc đầu tiên là các bạn nhút nhát, và cái là vì do mình thiếu tự tin, thiếu kỹ năng, mình không dám nói ra để mà mình cảm nhận. Thì sự ra cái kỹ năng đầu tiên mà làm cho các bạn có thể có khả năng để mà giao tiếp tốt chính là khả năng tương tác. Cái khả năng tương tác chính là cái khả năng mà nãy giờ chị Dung nói á. Ví dụ chẳng hạn như các bạn nói đúng nói sai, trong môi trường này không một ai cười các bạn hết, mà đó chính là một cái sự động viên. Lúc trước á, mình khi mà mình có đi một cái chương trình hội nghị, thì nó có một cái rất là hay mà nó làm cho mình cảm thấy rằng là nếu như mình làm cái điều này được với lại gia đình, hay với một cái môi trường, hay là với một cái nhóm của mình, thì nó cực kỳ tốt. Là khuyến khích mọi người đứng lên nói, và nói sai nói đúng không quan trọng, bất cứ một người nào kể cả là nói sai, họ vẫn được khen tặng, họ vẫn được vỗ tay, họ vẫn được chào đón. Và cái điều đó nó kích thích họ, làm cho họ là mỗi ngày họ mở miệng ra họ nói. Lần thứ nhất nói không tốt, nhút nhát, nói sai. Lần thứ hai kiểm soát lời nói tốt hơn. Và lần thứ ba, và các bạn có tin là chỉ cần một tháng như vậy thôi, thì cái người đó đã trở thành một con đại bàng cực kỳ mạnh luôn. Nghĩa là mình không thể cảm nhận được là một tháng trước họ như thế nào và một tháng sau họ như thế nào. Đó là cái kỹ năng mà các bạn tương tác. Nếu như các bạn trong room này, các bạn cứ mạnh dạn để tương tác, thì mình đảm bảo là ai cũng là đại bàng, chứ không phải ai, không phải là chúng ta là chim sẻ. Đó là cái thứ nhất. Và cái thứ hai là chính là những kỹ năng trong giao tiếp. Kỹ năng trong giao tiếp á, thì thật sự là cái này nó là khả năng của mỗi người. Không ai bắt bạn phải dùng những cái lời nói hay theo đúng ngôn ngữ của người khác. Ví dụ giờ bạn thấy là thầy Toàn nói hay như vậy, hay là Ngọc Anh nói tốt như vậy, hay chị Dung đọc sẽ truyền cảm như vậy, cũng giống như là rất là nhiều người, thì cũng không ai bắt các bạn phải giống như vậy. Các bạn chỉ cần là mình thôi. Các bạn chỉ cần tôi là tôi, và tôi muốn truyền đạt cái gì cho người khác hiểu thì tôi nói theo đúng cái suy nghĩ của mình. Mình nói làm sao để mình dễ hiểu nhất thì mình nói như vậy để cho người khác dễ hiểu nhất. Chỉ như vậy thôi. Vì cái tần số của mỗi người sẽ khác nhau. Thường Ngọc Anh dạy con mình á, ví dụ chẳng hạn như là Ngọc Anh đưa con mình tới học một bà thầy, một ông thầy giáo. Ông thầy này rất là nổi tiếng. Và khi mà con mình học 3 buổi đầu tiên, mình hỏi con có hiểu bài không, thì con mình nó sẽ bảo là con không biết sao nghe nói thầy dạy giỏi lắm mà sao con không hiểu gì hết. Ngày xưa các bạn ngay lập tức mình sẽ trách con, nhưng mà sau này á thì mình ngược lại,
mình sẽ nói rằng là không sao hết, để mẹ nghe thử một con ghi âm, mẹ nghe thử thầy dạy như thế nào. Thì mình về á, khi mà mình nói chuyện với con mình, mình sẽ nói như thế này: thực ra là thầy dạy rất là hay, bởi vì trong số tất cả các bạn ở đó, người ta học tốt mà mình không học tốt chứng tỏ là mình có vấn đề, không phải là do người ta có vấn đề đó. Thì thầy dạy rất là giỏi, nhưng mà cái tần số của con mình cũng giống như cái sự hiểu biết của con mình. Ví dụ chẳng hạn như ngày hôm nay các bạn đang nằm ở số 5 thôi, nhưng mà một người mà họ giỏi quá, họ sẽ nói cao sang ở tới lớp 9, phần 9 điểm. Thì các bạn nghe các bạn không hiểu gì hết: ồ sao bạn nói hay quá, nhưng mà sao tôi không hiểu gì hết. Các bạn hiểu ý Ngọc Anh nói không? Nên chính vì như vậy á, chúng ta hãy làm sao để bắt cùng cái tần số với nhau, nói một cách đơn giản và dễ hiểu nhất là được rồi. Các bạn không cần phải là ngôn ngữ cao siêu, các bạn cũng không cần phải học ông này bà nọ. Cái đó là mình nói thật, vì bản thân mình là người trải nghiệm bước ra. Nên thành ra là mình chỉ đúng một cái điều á, chỉ đúng một cái điều mà mình cần phải học là gì? Khi mình nói chuyện, mình cần phải ngưng nghỉ để người khác cảm nhận. Bây giờ chẳng hạn mình nói hết một, giống như các bạn đọc sách thôi, thì từ khi mình còn đi học á, là thầy cô đã bắt mình là phải nghỉ một tí xíu, mình tránh thì phải ngừng một tí xíu. Tại sao? Vì khi mình dứt một câu đó, mình ngừng lại, thì người khác họ sẽ cảm nhận được mình đang nói cái gì. Còn nếu như bạn nói liên tu bất tận, bạn nói hoài mà bạn không ngưng không nghỉ, thì bản thân người khác họ sẽ dễ cảm thấy: ồ sao bà này bà nói nhiều quá mà sao tôi không hiểu cái gì hết ta. Đó cũng là một cái cách. Thực sự ra là cái này là mình trải qua cái cuộc sống và trải qua những cái thăng trầm trong cuộc sống, rồi mình đi nghe nhiều, mình ngồi mình lắng nghe người khác nhiều. Cái kỹ năng lắng nghe cực kỳ quan trọng. Khi các bạn lắng nghe, tại sao cũng là 10 người, nhưng có người nói một chủ đề đó thôi, nhưng có người nói bạn cực kỳ hiểu, nhưng có người nói bạn sẽ không bao giờ bạn hiểu. Mà bạn cảm thấy nó sao nó đi đâu đó, rồi nó vô cái lỗ tai này, nó bay mất cái lỗ tai kia rồi. Là đó là những cái kỹ năng lắng nghe của mình. Và cái sự tập trung của mình cũng vậy, nó nằm ở đâu. Và bản thân thầy là cái người thầy đã dạy và học đọc rất là nhiều, thì cái cách truyền đạt thông tin cũng giống như cái cách để mà thầy đưa ra. Mình nghe, mình rất là cảm nhận và rất là cảm phục. À, mặc dù có đâu đó, ví dụ chẳng hạn như sách của thầy đó, nó không giống như những sách bình thường. Những sách bình thường các bạn đọc, nó là sách để các bạn đọc và nghe hiểu. Nhưng mà sách của thầy nó gồm có những cái vấn đề mà chuyên sâu hơn về cho một doanh nghiệp. Thực sự các bạn, nếu mà nói ngồi đây, mình không biết là các bạn hiểu hay không, nhưng có nhiều cái mình cũng không hiểu. Tại vì bản thân mình không dùng những cái ngôn từ của cái người gọi là học hành đàng hoàng, mà mình chỉ hiểu theo cái cách của mình. Tại sao? Khi mình chia sẻ toàn là những cái thực tế, là vì cuộc sống của mình, mình gặp điều gì, mình có kinh nghiệm cái gì, thì mình chia sẻ ra cái đó. Các bạn có thấy mình giống thầy? Mình không hề nói những cái từ nào giống thầy, bởi vì mình không có học những cái từ đó. Mình không phải là người trong trường lớp ra. Và mình cũng hiểu được tại sao các bạn không giơ tay, cũng giống như tại sao các bạn ngồi đây các bạn nhút nhát. Thành ra là thiệt sự trong môi trường này là cái môi trường tốt nhất cho các bạn có thể học cách tương tác, cũng giống như các bạn có thể học cách giao tiếp với bản thân mình, giao tiếp với người bên ngoài. Và mình cái cách tương tác này ấy, chính là mình dạy để dạy con mình. Mỗi lần con mình nó đứng kế bên mà nó nghe mình bố mẹ phát biểu, nó sẽ nói với mình là: sao mà con thấy lúc nào bố mẹ nói cái gì ra là bố mẹ học ở đâu là bố mẹ cũng là người hay phát biểu. Và mình dạy con mình vậy, thì nếu như ngày hôm nay con đi học ở trong lớp, nếu như con là người giỏi, con có giơ tay phát biểu không? Và bạn nói là có mẹ đó. Nếu như một lần bạn không phát biểu thì bạn sẽ để cái điều đó trong lòng mình rất là khó nhớ. Nhưng nếu như bạn giơ tay bạn phát biểu, bạn chỉ cần phát biểu một lần, thầy cô nhắc lại một lần, rồi có nhiều khi bạn phải nói, chia dạy lại cho người bạn của mình, vậy thì lần sau là 4 lần rồi, bạn không cần phải nói lần thứ 5 nữa, bạn cũng sẽ là người đã tự hiểu và tự học được cái bài học đó của mình rồi. Đó là cái cách của mình. Và thật sự là mình học từ con mình cho đến trong trường, cho đến thầy cô và cho đến tất cả các bạn. Các bạn ngồi đây các bạn nói gì là mình cũng là người học á, nên chứ không phải là tự nhiên mình có thể có những cái khả năng này đâu. Nên thành ra là mình tin tưởng là trong cái room của mình ngày hôm nay học được cái bài này của thầy là kỹ năng giao tiếp và kỹ năng tương tác, thì chúng ta hãy cố gắng nỗ lực và làm thêm cái điều đó, để tất cả mọi người khi bước ra khỏi cái gọi là viện đào tạo Bách Khoa này, các bạn chỉ cần nói là tôi là học viên của viện đào tạo các ở Bách Khoa, thì mọi người sẽ ngưỡng mộ. Bởi vì sao? Bởi vì các bạn toàn là những người biết được, các bạn toàn là những người giỏi và những người đại bàng đại diện cho viện đào tạo Bách Khoa, chứ các bạn không phải là những người gọi là vẫn là nhút nhát như thế. Vậy thì họ sẽ nghĩ là ở đó dạy cái gì mà các bạn đó như vậy ta, đúng không ạ?
Nên thành ra thiệt sự đây là ở trong lớp của mình không nhiều người. Nhưng mà chính vì lúc không nhiều người các bạn mới có cơ hội để học. Nhưng mà nếu mà sau này mà nhiều người, đông người rồi thì chúng ta không có cơ hội để phát biểu như thế này đâu ạ. À. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Và đặc biệt cảm ơn thầy Toàn với những cái bài kỹ năng này. Vì 80% con người có thể thành công là nhờ kỹ năng chứ không phải là nhờ sự thông minh của mình. À, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Vâng ạ, em xin cảm ơn sự chia sẻ của chị Ngọc Anh, vô cùng là giá trị cho tất cả các anh chị cũng như các thành viên tham gia buổi Zoom ngày hôm nay, đúng không ạ? Vì lý do nếu như chúng ta không nói được ra những cái gì chúng ta suy nghĩ thì không bao giờ chúng ta làm được. Thì vâng ạ, thì em con có nhìn thấy cánh tay của cô Lê Thị Tăng, con xin mời cô. Vâng, thì xin chào cả lớp. Một buổi sáng tràn đầy năng lượng. Thì qua cái bài học hôm nay, đúng là rất cảm ơn thầy Toàn và rất cảm ơn Ngọc Anh vừa chia sẻ những lời rất đúng về thực tế với lương tâm của Tăng. Thì bây giờ Tăng cũng xin phép và chia sẻ một chút thế này. Nói chung từ lúc nhỏ mới học lớp 3 thì Tăng có hát một bài hát, xong là ghi âm lại. Khi đó mở cái ghi âm đó ra thì mình không tin được đó là mình đã hát. Từ đó mà mình có một cái mặc cảm cho tới bây giờ. Trong lớp học mình vẫn giơ tay phát biểu vì mình hiểu biết được những gì. Nhưng mà bây giờ mình nói thế này, cái giọng này, cái tiếng này, cái khả năng này, rồi là cái hiểu biết nó chưa được nhiều, học thì nó lại thấp. Cho nên mỗi lần phát biểu, mỗi lần có ý kiến thì rất e ngại. Nhưng cũng bây giờ là nhờ vào đây để học, để biết, để rút kinh nghiệm của những người đi trước, những người anh, người chị, những người thầy. Mình rất là cảm ơn thầy Toàn, cảm ơn Ngọc Anh và cảm ơn cả nhà. Đúng là một cái câu chuyện thực tế, bài học hôm nay mình rất cảm phục, mình rất tôn trọng. Mình cũng nói như Ngọc Anh, mình già rồi, nhưng vì sao mình học? Mình sẽ ngồi đây học để con cháu mình nó bảo không biết học cái gì mà mẹ mình già rồi mà học cả ngày cả đêm, lúc nào cũng cứ mở Zoom ra để học, mà thậm chí bà không biết mà bà cũng cứ học. Cho nên mình học để cho con mình là lý do vậy. Thế mình cũng rất cảm ơn thầy Toàn, rất cảm ơn cả nhà. Và mình chỉ chia sẻ một ít vấn đề đó vì mình cũng không có làm doanh nghiệp, không có làm một giám đốc. Trước đây mình ước mơ làm một bác sĩ, nhưng mà cuối cùng mình đã học không thành công. Về làm vườn thì mình chỉ học được đến y tá mà thôi. Cho nên mình xin chúc các bạn học nửa học mãi và sẽ học những cái điều hay, điều lẽ phải, những cái tốt của viện đào tạo Bách Khoa ở đây rất tốt và rất những người rất rất là rất giỏi. Cho nên các bạn cứ học nữa đi, mình cũng quyết tâm học theo cái lớp này đến cùng. Xin chào các bạn, xin cảm ơn thầy Toàn và cảm ơn thầy Quang cùng tất cả MC, cùng tất cả các anh chị em trong lớp mình. Mình xin hết, thời gian cũng có hạn. Ơi, xin chào cả nhà nhé. Xin cảm ơn. Vâng ạ. Các xin cảm ơn cô. Vâng ạ. Các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta thấy là một người cô vô cùng là năng lượng. Cô cũng đã 60 tuổi rồi nhưng mà cái tinh thần học hỏi của cô không chỉ là hôm nay cô còn ngồi trong nhà cô học, còn cô còn ra tận ngoài đồi cô vẫn đọc rất là đầy đủ. Và đó là lý do là cái tinh thần học không bao giờ mệt mỏi, và cũng như thể là cái kiến thức. Kiến thức ở đây chúng ta thì sẽ có, mỗi người sẽ có một cái góc nhìn khác nhau. Và những cái góc nhìn đó thì chúng ta mới hội tụ về đây để cùng nhau là có những kiến thức được đầy đủ, được vẹn tròn hơn. Mỗi người sẽ có một cái góc nhìn. Và nếu như chúng ta có đến 8 đến 10 cái góc thì có phải là chúng ta thành một cái vòng tròn khép kín. Thì cái kiến thức đó của chúng ta nó vô cùng là tuyệt vời và vô cùng là giá trị, đúng không ạ? Và em hy vọng là trong cái buổi chia sẻ về giao tiếp ngày hôm nay thì chắc chắn là ngày mai vào cái buổi đọc sách thì các anh chị chúng ta sẽ tham gia để giao lưu cũng như chia sẻ những cái trải nghiệm của mình, những cái suy nghĩ của mình, những cái bài học mình nhận được sẽ được đầy đủ hơn và được tốt hơn trong cái buổi đọc sách ngày hôm nay. Và cũng như em chia sẻ với các anh chị là nếu như không giao tiếp nhiều, chúng ta sẽ không nói được lên những điều mình mong muốn.
những nói được những cái điều mình suy nghĩ thì mãi mãi nó chỉ ở trong đầu chúng ta. Nếu như chúng ta nói ra, chúng ta không thực hiện được, nhưng biết đâu vũ trụ sẽ đưa đến những người có thể giúp được chúng ta hoàn thành được những cái điều chúng ta mong muốn. Và đó là lý do em thấy đó là những điều mà có thật. Và ngay bản thân em Dung, nếu như không có cái môi trường để em giao tiếp hàng ngày thì chắc chắn là cái kể cả em có những cái kiến thức như thế nào đó thì cũng vậy, chỉ là của em mà thôi. Nhưng em giao tiếp được thì em lại được học hỏi thêm rất là nhiều các anh chị ở đây, và em nói được lên thì chắc chắn là cái kỹ năng giao tiếp của em nó cũng sẽ phát triển lên. Và cũng có một cái sự hôm nay em cũng chia sẻ với các anh chị là em đã vượt ngưỡng lên là chương trình 20 tháng 11 vào thứ bảy tối thứ bảy mà em đang gọi là tham gia với một cái trách nhiệm, đó là mình là một người chính ở trong chương trình 20 tháng 11 của Phật giáo, của Môi Trường Xanh và tối thứ bảy. Mà cái điều đó là một cái sự là em bứt phá, là mình chưa bao giờ làm mà em dám tham gia. Chỉ khi mình dám nói, dám làm thì mình mới thực hiện được. Và mới biết được là mình còn đang hổng ở đâu để mình bồi đắp thêm, để mình hoàn thiện mình thêm. Và để kết thúc cho buổi đọc sách ngày hôm nay thì em xin mời sự trở lại của tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Vâng, cảm ơn các bạn rất nhiều. Các bạn nói say sưa quá. Cảm ơn cô Tăng, cảm ơn thầy Quang. Như cô Tăng chia sẻ, thầy cô Tăng học y tá là trình độ cũng khá cao rồi đó chứ. Thì có nhiều cách để chúng ta làm. Ví dụ như bây giờ cô Tăng vừa làm giường, có thể mở một cái tiệm thuốc nhỏ vân vân. Đó thì cũng là một cái cách, đúng không? Thì mỗi người chúng ta đều là người hữu dụng trong xã hội. Thì trong quá trình làm việc thì cô Tăng cũng sử dụng giao tiếp rất nhiều. Và thầy Quang thì khỏi nói rồi, thầy Quang thì đào tạo. Chị Ngọc Anh thì ứng dụng doanh nghiệp. Tóm lại trong cuộc sống chúng ta thì ai cũng cần kỹ năng giao tiếp. Thì tôi thấy rằng là cái keyword ngày hôm nay, là chúng ta nhớ một câu chuyện từ một anh chàng không có gì hết, đúng không? Anh chàng tôi gọi vui là anh chàng bóc bọc á, anh chàng dưới quê bóc bọc á, bia một phát anh trở thành phó chủ tịch của Ngân hàng Thế giới. Anh chị biết rồi, Ngân hàng Thế giới là một cái ngân hàng rất là lớn, ngay cả ngân hàng của Việt Nam mình nó phải còn dưới ngân hàng trung ương. Thì tất cả ngân hàng trung ương của các nước khác thì mới là ngân hàng thế giới. Cho nên anh chị thấy đó, có những cái chương trình mà chúng ta thiếu nguồn vốn thì được ngân hàng thế giới tài trợ, ví dụ vậy đó. Thì tôi nói sơ qua về cái nghiệp vụ ngân hàng, tại vì tôi đã từng làm ngân hàng, tôi sẵn dịp tôi chia sẻ cho anh chị luôn. Cho nên là ngân hàng thế giới là một ngân hàng rất là lớn, anh chị có nhiều tiền, có rất nhiều tiền nha. Cho nên mình trở thành phó chủ tịch của ngân hàng thế giới là cũng dữ lắm đó, cao thủ võ lâm. Cho nên đó là một cái hình tượng tôi lấy ví dụ cho anh chị thấy. Thì cái keyword ngày hôm nay anh chị hãy nhớ tới câu chuyện này. Quan trọng nhất là cái cách mà tôi diễn đạt đó, tôi thường đó, là lấy một cái câu chuyện hình tượng để anh chị có nhiều góc cạnh khác nhau. Câu chuyện này có thể là không có thật. Thật ra là câu chuyện này tôi dựng lên. Hai cha con nhà nọ ở miền Đông Hoa Kỳ. Ở miền Đông Hoa Kỳ biết ở đâu nói vậy thôi. Thí dụ như tôi thường nói là, ví dụ như anh chị muốn trở thành tổng thống Mỹ, thí dụ mình là người Việt Nam mà mình nói trở thành thủ tướng hơi căng, nó ảnh hưởng tới chính trị. Còn ở Việt Nam thì tôi nói có một cái cô kia tên là Nguyễn Dung muốn ứng cử trở thành tổng thống Mỹ thì có ăn nhập gì đâu, đúng không? Có ăn thua gì, có ăn nhập gì hòa bình thế giới. Cho nên là cái cách kể chuyện trong cái chuyện mà mình đặt vấn đề cũng là một cách để rất là hay. Anh chị có thể dựng lên cái câu chuyện theo ý tưởng của mình. Nó không có quá tầm sự thật. Thật ra là cái câu chuyện này nó cũng có một điều là nếu mà chúng ta thấy một cái sản phẩm trong thương trường của chúng ta mà chúng ta biết cách PR thì chúng ta có thể phát triển được. Đó là lý do tại sao tôi hỏi vui các bạn, tại sao cà phê 15.000, tại sao cà phê 200.000, 250.000, anh chị lên Landmark đi 81 á của Bình Thạnh đó. Đó thì anh chị lên đó ngồi là 81 tầng là chúng ta phải trả 250.000 để nhìn được cái view của toàn cảnh của thành phố Hồ Chí Minh. Đấy, thì đó là 250.000. Còn chúng ta ngồi cà phê cốc với em Nguyễn Thanh Dung thì là có 15.000 thôi, ví dụ vậy. Cho nên là vẫn là ly cà phê, nhưng mà do cái cách chúng ta đặt vấn đề và cái khung cảnh chúng ta ngồi và ngồi với ai, nó sẽ là có giá trị, đúng không ạ? Cho nên là chúng ta phải nhớ những cái cách mà diễn đạt. Giống như tối qua tôi chia sẻ cho cái doanh nghiệp về hệ thống chăm sóc sức khỏe đó,
tôi cũng đặt một cái câu chuyện. Chúng ta đặt hình ảnh một câu chuyện thì tự động chúng ta sẽ thấy là sao ạ? Sẽ cảm thấy nó sẽ xúc tích hơn. Tóm lại, ngày hôm nay là gì? Ngày hôm nay là chị phải biết diễn đạt ngôn ngữ của mình, ý tưởng của mình bằng một câu chuyện. Đó là từ khóa cho ngày hôm nay. Và anh chị muốn học giỏi, nói năng được tốt thì không có cách nào, anh chị phải rèn luyện. Ngay cả tôi, bản thân tôi, ví dụ như tôi trở thành giảng viên thì tôi, cái nghề xuất thân tôi đâu phải là giảng viên anh chị. Tôi là từ anh chàng kỹ sư công nghệ thông tin, đúng không ạ? Thì cũng giống như anh chị đó, từ móc bọc dưới quê lên, đúng không ạ? Sau đó gán học học, bắt đầu gớt xíu túi, vô tình lụm đi cuốn sách kêu bằng làm giàu và áp dụng bí quyết thành công. Thì cái phọt mát của phim Hồng Kông là vậy đó. Ví dụ như tôi gặp chị Ngọc Anh, đúng không? Cao thủ võ lâm, đánh họ, tôi thua, tôi bị gớt xuống núi, đúng không? Gớt xuống núi, vô tình gặp được cuốn sách kế hoạch làm giàu và áp dụng bí quyết thành công của tiến sĩ Thái Lâm Toàn. Sau đó tôi đọc xong, tôi bay từ ở dưới núi, tôi bay lên tới đỉnh núi rồi tôi đánh tiếp chị Ngọc Anh. Ví dụ vậy đó, đó là cái phọt mát, đó cũng là một cách khi chúng ta kể một câu chuyện. Cho nên sách cho chúng ta những ý tưởng, cho chúng ta những tư duy, mà không phải chỉ đọc sách của tôi không. Tôi khuyến khích anh chị đọc rất nhiều sách, nó liên quan tới tư duy nè, lấy liên quan tới quản trị tài chính nè, liên quan tới lãnh đạo nè, đấy, đội nhóm vân vân. Anh chị cứ đọc sách thoải mái, sách là không có nhiêu tiền hết cho anh chị. Thà anh chị mua một quyển sách, anh đọc đi đọc lại, còn hơn là anh mất tiền cho xã hội này, người ta dạy cho mình những bài học thì anh chị phải mất cả tiền tỷ, trong khi đó cuốn sách có vài chục ngàn, thậm chí có vài trăm ngàn, không có đáng là bao hết. Cho nên tôi khuyến khích anh chị hay đọc sách vào buổi sáng từ 6 giờ 15 tới 7 giờ 15 để chi ạ? Để chúng ta có những tư duy và đồng thời chúng ta sẽ mời những cái bạn bè. Hôm nay tôi thấy có những bạn tối hôm qua học tôi ở trong cái nhóm hội doanh nghiệp có một số người vô, ví dụ như chị Realme C2 đúng không? Tôi rất nhanh, tôi liếc vào là tôi sẽ biết là người lạ liền. Có rất nhiều bạn vô đây. Đấy, thì tôi nghĩ rằng là anh chị cứ thoải mái vào ha. Tại vì tôi đang mục tiêu là tôi tạo giá trị, trao kết quả cho cộng đồng. Anh chị cứ thoải mái học và anh chị có thể mời bạn bè mình vào học, không sao cả. Chúng ta cùng bằng lòng luôn, chúng ta mở mic luôn. Theo em, quan điểm của em là dây. Em quan điểm của em là như thế này, muốn làm giàu là như dây, muốn móc bọc tốt thì phải móc bọc như dây, vân vân. Đó, anh chị phải đưa ra được ý tưởng. Và thời gian cũng đã kết thúc. Toàn xin chúc anh chị có nhiều sức khỏe và thuận lợi trong một ngày của tuần chúng ta, là hôm nay là ngày thứ năm, ngày 18 tháng 11 2021. Và chúc anh chị thành công trong công việc. Xin trân trọng cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Anh ơi, nay có cà phê không? Anh có bận không? Hôm nay thì anh bận phải đi gặp một khách hàng để anh làm coach cho một cái chủ là spa. Thì có thể là chắc bận quá thì chúng ta có thể là dời sang một cái buổi khác nha. Chúng ta dời thứ bảy chủ nhật đúng không? Chúng ta còn thứ bảy chủ nhật. Thì bữa nay thứ năm, ngày mai là thứ sáu. Thứ sáu thì anh lại đi ra một cái xưởng mà để người ta xây dựng về thực phẩm á. Và thôi, tạm thời tuần này chúng ta nghỉ. Tạm thời là thứ năm, thứ sáu chúng ta nghỉ ha. Thứ bảy chúng ta tiếp tục. Thứ bảy chủ nhật chúng ta quay lại. Có thể là quay sang tuần sau, thứ hai anh sẽ bù. Thứ hai sẽ bù cho ngày thứ năm này nha. Tại vì ngày bữa nay và ngày mai là anh phải đi trực tiếp cái xưởng sản xuất về những cái thuốc tây với mình đó. Và người ta sản xuất một cái xưởng này khoảng 300 tấn, chị thấy không? Có nhiều cái kẹo thơm đấy. Chiều nay thì cũng lại có rất nhiều việc, cho nên là tôi suy nghĩ rằng là thôi, thứ bảy chủ nhật chúng ta hãy tiếp tục cà phê ha. Bữa nào bận quá thì tiếp tục cà phê, rồi thứ hai có thể bù thứ năm này. Rồi xin cảm ơn anh chị đã lắng nghe nha. Vâng ạ, xin cảm ơn tiến sĩ Thái Lâm Toàn đã trải qua một giờ đồng hồ chia sẻ cho chúng ta về cuốn sách Kế hoạch làm giàu và hôm nay về kỹ năng giao tiếp. Thì hy vọng là qua cái buổi đọc sách hôm nay cũng như cái sự chia sẻ của các thành viên trong buổi đọc sách thì sẽ giúp được tất cả các anh chị trong phòng Zoom của chúng ta sẽ có một cái kỹ năng tốt hơn, và hy vọng là ngày mai sự trở lại của các anh chị sẽ là một cái kiến thức mới và chúng ta sẽ có những cái phát triển hơn với cái buổi đọc sách ngày hôm nay. Thì đọc sách hôm nay đã đưa cho chúng ta một cái key để chúng ta phát triển rồi. Và lời cuối cho buổi hôm nay thì em xin gửi lời chúc tới toàn thể anh chị chúng ta một ngày mới tràn đầy năng lượng, tràn đầy yêu thương, thành công, giàu có và vận dụng vào trong cuộc sống, trong công việc của mình mỗi ngày một thành công với những cái kiến thức từ tiến sĩ Thái Lâm Toàn và cũng như toàn thể quý anh chị ở đây chia sẻ. Vâng, xin cảm ơn và hẹn gặp lại tất cả anh chị vào 6 giờ 15 sáng ngày mai.
Vâng, xin chào các bạn ạ. À. Tạm biệt ạ. À. Mai gặp lại nhé. Chào mọi người.